Một câu A Di Đà Phật giúp cho người sống an vui, củ quyền siêu thoát. Chỉ một câu Phật hiệu mà thù thắng như vậy, có thể chân thật niệm thì cái người còn sống hiện tại sống rất là vui trong mọi hoàn cảnh. Từ nơi cái tâm an vui, cái tâm nhìn thấu mà mình có thể siêu độ cho củ quyền thất tổ. Nên rất là nhiều người chúng ta khi mà mình nghe được Phật Pháp đó, mình rất là muốn siêu độ được cho người thân của mình, những người đã mất đi. Có một đoạn kinh mà khi Tôn giả A Nan cùng đi với Đức Thế Tôn, đi một đoạn thì thấy một nhóm quỷ này rất là khổ đau khóc lóc. Tôn giả A Nan hỏi Đức Thế Tôn vì duyên cớ gì mà nhóm quỷ này khổ đau khóc lóc thảm thương như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói rằng là để đi một đoạn đi, ta trả lời cho nghe. Thì đi một đoạn nữa thì thấy một nhóm quỷ vui vẻ hát ca. Thì Tôn giả A Nan tiếp tục hỏi, thì Đức Phật nói đi đến cái gốc cây đó ngồi xuống thì ta giải đáp cho con biết. Thì Đức Phật nói rằng là cái nhóm quỷ đầu tiên mà khóc lóc thảm thương kia đó, đó là củ quyền thất tổ ông bà của một số người ở trên dương gian. Họ lúc còn sinh tiền họ không có tạo phước, họ đã tạo nghiệp. Khi họ chết họ bị đọa lạc trong loài quỷ khổ đau. Nhưng mà con cháu mỗi năm đều là cúng dỗ sát sanh hại vật, và mỗi năm đều là tạo nghiệp để đổ thêm xuống cho họ. Giống như Ấn Tổ ngày nói rằng là một con người mà té giếng rồi mà chúng ta không hiểu còn lấy đá liện theo. Nên những loài quỷ đó khóc lóc kêu gào là vì họ nghĩ rằng là cái khổ trong loài quỷ của họ không biết chừng nào mới được ra khỏi, không có cơ hội và không biết trông chờ vào ai, nên thảm thương quá khóc lóc kêu gào. Còn những cái loài quỷ mà vui cười hát ca kia là nhờ con cháu quay đầu hướng thiện, biết tu hành, biết niệm Phật, biết bố thí cúng dường, biết phóng sanh, biết làm tượng Phật, biết ăn tấm kinh, làm những công đức mà hồi hướng cho họ, họ được hưởng những công đức đó mà bây giờ họ sắp sửa thoát thân quỷ, được làm người hoặc là sanh thiên. Nên họ mừng vui vô cùng, và một số loài quỷ cũng tập trung lại để mà đưa tiễn họ đi đến cái cảnh giới tốt đẹp. Khi chúng ta nghe những đoạn kinh văn này thì quý vị biết rằng là mình là người phát tâm tu hành, là củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã có cơ hội và đang trông chờ mình từng giờ từng phút. Khi mình mà từ một kẻ phàm phu tu đạo mà có thể buông được nhiều cái tâm phàm tục mà tiến sâu vào cái cảnh giới tu hành, thì là chúng ta mỗi ngày đang là hồi hướng cầu nguyện cho củ quyền thất tổ của mình được siêu thoát. Nên họ đang có cơ hội và họ đang trông mong mình phải cố gắng thêm nữa để mà giúp cho họ ra khỏi tam đồ ác đạo. Đây là cái chỗ mà một câu A Di Đà Phật mà giúp cho người còn sống được an vui và củ quyền được siêu thoát. Nên có một đạo tràng mà chuyên niệm Phật mà hướng dẫn Phật Pháp như vậy, nó lợi ích cho người sống và nó lợi ích cho người đã mất lớn dữ lắm, rất là lớn. Quý vị biết rằng là cái người mà mất là họ được cái lợi ích lớn, là ngay cái người còn sống mà biết tu đạo mà tâm an vui. Tại vì chúng ta an vui thì mới có thể hồi hướng cầu siêu cho người khác. Còn nếu chúng ta khổ đau làm sao cầu siêu cho người khác được. Thí dụ như cái tâm của chúng ta vướng bận cái cõi ta bà này nặng nề vô cùng, nào là chồng vợ, nào là con cháu, tiền bạc của cải vật chất, mỗi ngày tuy giàu có nhưng mà mình không có an vui. Vậy dù cho mình có bố thí cúng dường, làm bao nhiêu công đức đi chăng, nhưng mà cái hồi hướng đó chỉ là cái phước báo hữu lậu. Mà cái phước báo hữu lậu hồi hướng thì nó không có giải quyết cái vấn đề mà sanh tử, cái vấn đề mà đọa lạc trầm luân của người thân mình, mà chỉ có cái công phu tu hành của người thân. Mà người còn sống này phải có cái tâm niệm Phật tu hành, mà tu làm sao mà cái tâm của mình buông được những cái chỗ phàm tục,
thì mới là hồi hướng cầu siêu cho cái người mắt, người thân của mình được siêu thoát. Chỗ này phải nhớ rằng là mỗi ngày mình niệm Phật mà an lạc thì mới hồi hướng cho người khác. Giống như chúng ta là người không biết bơi ở dưới biển nghiệp, thì chúng ta làm sao cứu người ở dưới biển nghiệp lên trên bờ giác được. Nên chúng ta phải là người phải là bơi vững lắm thì mới có thể cứu cái người ở dưới biển nghiệp được. Nên mỗi người chúng ta phải nhớ rằng mình gặp Phật Pháp là mình đang rèn cái phương pháp bơi lội của mình để vượt biển. Như vậy thì mình mới đủ năng lực để giúp người ở dưới biển nghiệp trầm luân. Phải cố gắng niệm Phật. Một câu Phật hiệu này thù thắng lắm, rất là thù thắng. Nên có rất nhiều người trong thời đại hôm nay, từ người trẻ tuổi cho tới người lớn, rất là nhiều người không hiểu. Mà bây giờ xã hội bây giờ nó đi vào cái chỗ mà phá thai thượng hành vô cùng. Từ trẻ em bây giờ mười mấy tuổi là có cái tư tưởng phá thai, tùy tiện dục vọng và tùy tiện đi phá thai. Từ cái bản đồ thôi thì Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng là người phụ nữ ở bản đồ hở hang mỏng manh, khiêu gợi lòng người, thì người phụ nữ này tương lai đi đọa trong địa ngục. Vì sao người phụ nữ này bản đồ như vậy mà đọa trong địa ngục? Vì người phụ nữ này bận một bộ đồ mỏng manh, khiêu gợi lòng người, đi một vòng ngoài đường thôi thì người phụ nữ này đã gieo vào tâm con người ta bao nhiêu cái điều xấu xa, tâm không phải đã gieo vào tâm cho người ta. Từ nơi đó mà người phụ nữ này đã gieo cái nhân xấu như vậy, nên tương lai người phụ nữ này đi đọa địa ngục. Đây là lời giảng dạy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mà quý vị biết rằng một người phụ nữ xinh đẹp mà bận đồ mỏng manh, khiêu gợi lòng người thì sắc diện người phụ nữ này rất mau xuống. Vì sao? Vì mỗi ngày đang tạo nghiệp và phước duyên nó đang giảm, giảm rất nhanh trong mỗi ngày. Mà khi phước duyên nó giảm mỗi ngày thì sắc diện theo đó mà xấu. Con người mà sắc diện mỗi năm càng ngày càng đẹp là do gì? Cái phước tướng của họ nó phát triển. Phước tướng nó phát triển thì sắc diện nó mới sáng. Còn con người mà phước tướng nó giảm xuống thì tức khắc là con người này càng ngày càng rất là mau xấu. Và nhan sắc người này nó héo tàn, khô khan cằn cọi. Còn một con người mà tâm an lạc niệm Phật thì sắc diện nó hồng hào, sắc diện càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng vui và càng ngày càng thấy có duyên. Phải nhớ đó. Nên những cái chỗ chia sẻ này nó gần gũi và nó xác thực để nó chỉnh sửa chúng ta những cái gì mình không biết, và mình có thể dạy con cháu của mình cho nó hiểu. Phải nhớ đó. Nên có khi mà đi vào chùa mà mình bận những cái bộ đồ mà nó cũng không phù hợp khi vào trong ngôi Tam Bảo. Rất là nhiều người không hiểu như vậy. Nếu như mà không nghe giáo dục thì làm sao hiểu được. Mà biết bận một bộ đồ cho nó đúng với cái nơi mà mình đến. Thí dụ như mình đến nơi dạ hội, đám tiệc, đám cưới thì nó phải có một cái bộ đồ gì đó để mà nó tương đối, nó phù hợp với một cái chỗ đó như vậy. Nhưng mà nó cũng không đến nỗi mà quá đáng, mà quá lộ lẫy, để mà cho bao nhiêu con người mà mở to mắt ra để nhìn cái người đó như vậy. Mà họ nhìn cũng chưa chắc họ khen, mà họ nhìn mà họ khởi những cái tâm xấu xa. Đây là cái chỗ tổn phước. Mình cũng phải bận đồ cho nó đàng hoàng, nó có một cái sự tao nhã mà nó cũng đúng phù hợp với cái nơi mà mình đến. Còn mình đi đến đám ma thì làm sao mà mình có thể bận một bộ đồ, một cái áo dây, một cái quần sọt, hay là một bộ đồ mà nó khiêu gợi lòng người chứ? Hoặc là mình trang điểm làm chi mà cho nó quá bóng bẩy, trong khi người ta đang khổ đau buồn khổ mà mình đi bận đồ gì? Mình đi trang điểm làm chi đi đến đám ma? Còn mình đi vô chùa là cái nơi tôn nghiêm, cái nơi mà thờ cúng, thì cả mà dầu thơm, nước hoa hoặc là kem phấn mình còn không nên sức, không chi là bận một bộ đồ ngắn ngủn mà đi vào chùa. Rồi mình lễ Phật xuống thì lòi lõm chỗ này, lòi lõm chỗ kia. Vậy thì nó không phù hợp với cái nơi mình đến. Nên người xã hội hôm nay nói rằng đang sống trong một xã hội mà văn minh như vậy, thì cái văn minh trong thời đại hôm nay nó đánh mất đi cái nền giáo dục hiểu biết. Từ nơi đó không phải gọi là văn minh. Minh là sáng suốt. Nhưng nếu chúng ta không hiểu như vậy thì không phải sống trong một xã hội văn minh, mà chúng ta đang sống trong một xã hội đưa đẩy con người đi đến cái chỗ trầm luân khổ đau, mà không hiểu gì là một cái nền giáo dục thật sự của nó là con người nhất định phải tiếp nhận. Nên chúng ta đi đến chùa, chúng ta nghe những điều này nó rất là lợi ích. Người lớn cũng càng nghe mà con nít cũng càng nghe. Vì sao? Vì đây là một nền giáo dục mà có thể giữ phước báo nhân duyên chúng ta vô cùng thù thắng. Chỗ này quan trọng lắm. Mà một con người mà quý vị biết rằng đàng hoàng nghiêm túc rồi, tự nhiên mình đi đến đâu cũng được người kính trọng. Chứ không phải là qua bộ đồ hoặc là một cái sự mà trang điểm gì đó mà cho lộng lẫy mà người ta tôn kính đâu. Chưa chắc đâu quý vị à.
Có khi mình mặc một đồ rất bình thường, nhưng mà từ cái hành vi, từ cái cách giao tiếp, từ lời nói của mình mà người ta rất kính trọng, mà người ta có thể nhắc nhiều lần vì con người đó. Còn nếu như chúng ta không có một nền giáo dục hiểu biết thì chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng bị người ta trách hờn, người ta không đồng tình với mình. Thí dụ như một người nữ này đi đến một cái nơi đám tiệc, đám cưới hoặc đám giỗ, mà người nữ này bận đồ mỏng manh, bận đồ không có đàng hoàng nghiêm túc, không chịu đi vô trong bếp để phụ trợ người ta, nào là gọt cắt hay là giúp đỡ người ta nấu ăn này kia, mà cứ đi lông ngông lên lên vòng vòng xanh quanh nhà. Quý vị coi, người phụ nữ như vậy làm sao gọi là người phụ nữ có nết na đầm thâm? Mà người hiểu biết không ai chọn một người phụ nữ như vậy để mà cưới cho con người ta cả. Mà người xưa người ta rất hiểu biết, người ta thấy người phụ nữ nào mà đi đến nhà người ta hoặc đi đến đám tiệc mà đi vào trong bếp phụ trợ việc này việc kia mà không có đi lông ngông lên nghênh ở ngoài để bẹo hình, thì người ta lại chọn người phụ nữ đó để cưới về làm dâu trong gia đình người ta. Đó là người hiểu biết. Còn có nhiều người bây giờ cả người làm cha làm mẹ cũng không hiểu biết, chỉ biết người con dâu mình đẹp mong cưới cho bằng được, nói rằng là chỉ cần chịu ưng thôi thì về tới nhà thì khỏi cần làm dâu gì cả, thì sẽ cắt một căn nhà cho ra riêng liền. Đó là muốn làm liền, gọi là mì ăn liền. Nhưng đi về nhà rồi thì nó quá hư hỏng, cuối cùng thời gian thì ly dị. Đó là cái chỗ mà muốn mà không hiểu biết, không xuyên qua chỗ giáo dục, thì cả người lớn, người làm cha làm mẹ cũng là sai. Phải nhớ đó, chỗ này quan trọng lắm đó quý vị à. Không phải là chúng ta nhìn cái hình trước mắt quá đẹp mà chúng ta cần liền, mà nó muốn tồn tại lâu dài là phải nội tâm của con người nó phải phát ra đúng đắn, vậy thì nó mới lâu dài. Tại sao bây giờ mà cái xã hội càng ngày mà nó đi vào cái chỗ ly dị càng nhiều là vì sao? Vì giáo dục con người đã đi xa xúc, từ nơi đó mà ly dị càng nhiều. Mà ly dị càng nhiều thì tệ nạn xã hội càng nhiều, và trẻ em sẽ đi vào tù tội xì ke ma tí càng nhiều. Vì sao? Vì không có một trẻ con nào mà muốn mình xa cha hoặc xa mẹ. Nhưng mà chính người cha người mẹ này có khi không hiểu, mà chính người cha người mẹ này đến với nhau không biết cái trách nhiệm. Mình đã đến với nhau vui vẻ rồi cuối cùng sanh ra con, chỉ biết rằng mình không phù hợp nữa thì chia tay, nhưng không biết cái đứa con của mình nó đang xa cha hoặc xa mẹ. Nếu mình đặt mình vào đứa con mình mà mình xa cha hoặc xa mẹ thì mình cũng không chịu nổi. Nhưng mình không nghĩ được chỗ này, chỉ biết không thích, không vừa lòng thì đúc đơn chia tay ly dị, rồi đứa con mình khổ đau buồn chán, nó không được giáo dục đàng hoàng, nó đi bụi đời, rồi cuối cùng nó tập tụ với những bạn bè xấu xa và trở thành những tệ nạn xã hội, đi vào tù tội. Tội lỗi này là những người làm cha làm mẹ rất lớn. Tại vì sao mình sinh con mà mình không đem cái sự giáo dục cho con nghiêm túc? Mình chỉ biết kiếm tiền để mong để lại cho con mình. Con mình cần cái gì thì mình cho con mình cái nấy. Mình tưởng như vậy là mình đã thương con mình, và con mình không thua ai cả. Thiếu sót rất lớn. Không phải sinh con cho con đầy đủ là đủ, mà sinh con dạy cho con một nền đạo đức làm người nghiêm túc, nói chuyện thật thà, không lừa gạt người khác, không trộm cắp của cải người khác, không đem sự khổ đau đến cho người khác. Như vậy thì mới đúng là người làm cha làm mẹ có trách nhiệm để mà dạy con của mình nên người. Cái trách nhiệm này nó còn lớn hơn, và đem cái chỗ giáo dục dạy con mình nó còn thù thắng hơn gấp 10 lần mà quý vị để của cải lại cho con quý vị nữa. Nhớ, có khi càng để của cải lại thì con mình càng khổ. Vì sao? Vì con của mình nó không có giáo dục, càng để tiền lại cho nó chừng nào thì nó càng hư chừng nấy à. Vì coi xã hội hôm nay có nhiều người nhà giàu mà con đi chích xì ke, hoặc là bây giờ đang cai nghiện ở trong trường cai nghiện á, rồi bây giờ có cái chuyện mà cai nghiện game nữa chứ. Mở ra game rồi bây giờ con người ta ghiền xong rồi mở ra trường cai nghiện game. Nó không có biết được cái chỗ mà để cắt cái gốc, mà chỉ biết bòi cái ngọn, không biết cắt gốc. Quý vị biết rằng xã hội chúng ta, con nít bây giờ càng ngày càng ghiền game, mà càng ngày càng ghiền game về sau thì xã hội chúng ta sẽ không có nhân tài xuất hiện. Bảo đảm rằng trẻ em mà ghiền game sẽ không có nhân tài xuất hiện cho đất nước. Một đứa bé mà ghiền game rồi là mặt mày nó khù khờ, học hành không tiến bộ, mập bụng, khôn lanh, cháo dở. Tại vì sao? Những trò chơi ảo bên trong nó làm cho các cháu hư như vậy đó.
Mà cái nhân tố còn nhỏ như vậy thì lớn lên sẽ như thế nào đây? Những đức đã gặp nhiều người nói rằng là con của con ghiền game có vợ thì ly dị với vợ, con gái của con ghiền game thì có chồng thì ly dị với chồng, không biết lo làm ăn gì cả. Thấy chưa? Nhà giàu mà vẫn là không được lợi ích gì cả. Thì quý vị thấy được rằng là cái nền giáo dục rất là quan trọng. Nền giáo dục nhắc nhở con người và giúp con người có một phương hướng, có một vị trí để tiến đến một cái chỗ lợi ích cho chính mình và cho người khác. Thí dụ như một con người sống mà có một lý tưởng như vậy thì con người này nhất định sẽ không hư. Nhưng mà bây giờ chúng ta không được một con người nào cho mình một lý tưởng nên mình bị lạc lối. Thí dụ như trẻ con nó không có lý tưởng thì nó lạc lối. Còn nếu trẻ con nó có một lý tưởng thì nhất định nó sẽ đến một phương hướng tốt đẹp. Không ai muốn mình trở thành tệ nạn xã hội, và không ai muốn mình sẽ đi vào trong tù ngồi. Nhưng vì mình không có phương hướng nên cuối cùng lạc lối đi vào chỗ tù tội. Là ngay chỗ nào? Từ khi còn nhỏ không nghe được nền giáo dục nhân cách làm người. Quý vị thấy rằng là giáo dục trường học, giáo dục xã hội, giáo dục gia đình, ba nền giáo dục này, nếu chúng ta có con, chúng ta dám tin giáo dục nhà trường hay không? Chúng ta dám tin giáo dục xã hội hay không? Chỉ còn có một chỗ là chúng ta có làm được nền giáo dục gia đình hay không? Vì mình đã sanh con và thương con, mình có làm được chỗ này hay không? Nếu mình không làm chỗ này mà mình lo đi kiếm tiền, mình đẩy con mình vào nền giáo dục nhà trường và đẩy con mình vào giáo dục xã hội, như vậy thì con mình rất dễ đi vào tệ nạn xã hội. Có thể học một thời gian quay lại chửi mình đó, và ngỗ nghịch với mình đó. Tại giáo dục nhà trường bây giờ là thất bại, còn giáo dục xã hội thì dạy con người cái gì? Tham sân si. Dạy con người mỗi ngày là tham dục vọng. Quý vị coi TV bấm lên dạy con người cái gì? Phải sát đạo dâm dục hay không? Sát là đánh nhau, phải là phim ảnh đánh nhau, giết nhau hay không? Rồi những cái chương trình quảng cáo không cần thiết mà bạn đồ hở hang khoe người, phải là dạy dâm dục hay không? Hai chỗ này mà bị như vậy rồi thì cái đạo đó là đạo gì? Đạo của tà ma ngoại đạo. Mỗi ngày chúng ta đang được tà ma ngoại đạo dạy cho mình. Như vậy mà con người ta không hư làm sao được? Vì suy nghĩ đi, có những cái chương trình không cần phải quảng cáo mà hở hang như vậy đâu, nhưng mà bây giờ con người vì quá tham dục nên nó mới thích diễn những cái trò như vậy để hút lòng người. Nhưng mà họ không có biết được rằng cái những cái chương trình họ làm như vậy đó, họ tổ phước rất là nhiều nên công ty xí nghiệp bây giờ nó không có tồn tại lâu. Vì cái phước giảm rất là nhanh nên nó bị sa sút về sự nghiệp rất là mau. Có thể kiếm được một số tiền trước mắt nhưng mà nó không có tồn tại. Vì sao? Vì nó không có giữ được phước thì làm sao tồn tại? Quý vị coi có những công ty xí nghiệp nổi danh vô cùng nhưng mà một thời gian tự nhiên sụp đổ tan theo mây khói. Là ngay chỗ nào? Lúc giàu không có suy nghĩ cái chuyện mà bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ nhân viên của mình, không có đem nền giáo dục cho người ta. Nên từ nơi đó hết phước, hết phước thì nó suy tàn. Chỗ này quan trọng lắm quý vị. Mình đi về chùa mình nghe như vậy để mình biết được rằng là cái nghiệp phá thai là đại ác. Phá thai là đại ác, ác này là ác gì? Là giết người, mà giết ai? Giết con mình. Phật nói trong kinh rằng con đến với mình có những cái duyên đòi nợ trả nợ, báo ơn báo oán. Nếu đứa con này đến mà đòi nợ mình giết đi thì tức khắc nợ chắc chồng. Nếu đứa con này đến báo ơn mình mà giết đi là thành quán cù theo đòi nhau. Vậy thì bây giờ cái người ngồi trong đây quý vị có mang nghiệp phá thai hay không? Rồi quý vị coi coi cái gia đình quý vị nó từ từ nó có tồn tại hay không? Nếu bây giờ quý vị chưa bị cái gì là do vì cái vận khí của quý vị nó còn mạnh, nên những cái linh hồn thai nhi này nó chưa đụng được quý vị. Nhưng khi cái vận khí của vợ chồng vừa yếu xuống thì tức khắc là nó sẽ làm cho gia đình quý vị ăn không ngon ngủ không yên. Vì quý vị khi giết nó là nó làm cô hồn vất vơ vất vưởng. Làm cô hồn vất vơ vất vưởng. Có những người nói rằng là vợ con mới có thai một tuần thôi, mới vừa biết mang thai thôi, thì đi phá làm gì cái chuyện giết một mạng người? Vừa mới biết mình mang thai đi phá một cái hòn máu nhỏ, đó là giết một mạng người. Tại vì biết mình mang thai là có linh hồn, nó mới biết mình mang thai. Bây giờ mình phá cái dòng máu đó có nghĩa là phá, là giết một mạng người. Từ nào đó cái nghiệp phá thai này nó làm cho những đứa con sau này sinh ra đó, nó tự nhiên nó đòi nợ mình, nó làm cho mình lên bờ xuống ruộng với nó đó.
Mà có nhiều người thấy rằng bình thường không có gì hết, vì vận khí của họ còn. Tuổi trẻ sinh viên bây giờ còn rất trẻ mà không nghe được nền giáo dục, đi học nhưng mà tùy tiện yêu thương, tùy tiện phá thai. Mà cái mốt thời gian bây giờ quý vị biết rằng là trẻ con á, mười mấy tuổi con gái thôi là đứa nào đứa nấy là cái mặt đỏ chét à. Thì biết làm sao? Vì nó theo người lớn, nó không có biết ăn diện gì hết trơn á. Nó còn nhỏ mà nó đã có cái tâm như vậy, nên nó tùy tiện đi học và tùy tiện phá thai. Quý vị biết tại sao mà bây giờ mà mưa gió thất thường hay không? Vì cái nghiệp phá thai nó nhiều quá, nên những cái linh hồn của những cái thai nhi đó, nó có thể xoay chuyển vận khí của bầu vũ trụ này được. Vì cái năng lực của nó quá nhiều, quá nhiều, nhiều lắm đó. Nhiều lắm. Bây giờ đến cái mức mà quý vị biết rằng là nó để như cái quảng cáo giữa đường, mà nó quảng cáo gì cái chuyện phá thai như một cái chuyện trò chơi, như là ăn một viên kẹo, như ăn một cái kem, dễ như vậy đó. Đó là gì? Đó là nó đưa lên một tư tưởng cho trẻ con tùy tiện đi tà dâm để rồi đi phá thai dễ dàng, đưa con người đi vào một cái quỹ đạo khổ đau mà họ không hiểu rằng đồng tiền họ kiếm được đây mà có khi con cháu của họ cũng là những nạn nhân sẽ tự tiện đi ăn ở với nhau, rồi cũng tùy tiện đi phá thai. Từ nơi cái quảng cáo này họ nghĩ gì người khác, nhưng họ quên đi họ cũng có con cháu. Và cái quả báo này rất là ghê gớm. Những người mang cái nghiệp phá thai và những cái người mà làm cái nghề phá thai, những con người này là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là nếu họ không gặp được pháp môn Tịnh Độ, không chân thật niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, thì tương lai những con người này đều phải đi đâu? Đi vào tam đồ ác đạo. Đều phải đi vào tam đồ ác đạo. Mà sống lên bờ xuống ruộng lắm mấy vị ơi. Có nhiều phụ nữ bây giờ phá thai 2-3 lần, 3-4 lần. Có những cô cũng gặp, cũng nói rằng thầy ơi con phá thai 8 lần. Phá thai nhiều lần lắm. Có khi phá thai 8 lần mà chỉ có một đứa con. Chỉ có một đứa một. Mà có nhiều cô nói rằng là quý vị biết rằng là nếu mà phá thai nhiều lần rồi đó nghe, tự nhiên ấy, vừa sống với chồng là có mang thai, vừa sống với chồng là mang thai. Vì sao? Vì cái linh thức nó ở kế bên, vừa vợ chồng gần gũi cái là nhập thai liền. Nó làm cho mình phá thai hoài như vậy, giết mà sợ luôn. Rồi là nó mau tổ phước, vận khí nó mau xuống. Thì quý vị biết rằng vận khí khi nó xuống rồi là nó dập quý vị là chết. Gia đạo này đố mà làm ăn phát triển được. Đừng có nói rằng là ông chồng không dính dáng nha. 5 năm ông chồng vận khí khi xuống rồi cũng te tu luôn. Lúc trước những đức hộ niệm cho cái vị này, lúc mà đi tu á là ông đã có vợ rồi, và vợ ông đã từng phá thai 2 lần. Sau này ông là thượng tọa, nhưng mà khi hộ niệm cho ông đang niệm Phật vậy đó quý vị, gần mắt rồi tự nhiên đang niệm Phật ngon lành, tự nhiên cái miệng ú ớ không niệm Phật được. Hỏi vì sao mà ông không niệm Phật mà miệng ú ớ như vậy? Ông nói có 4 cái bàn tay bụm miệng ông lại. Thì hỏi rằng là ngày xưa trước khi mà chưa đi tu, ông có gia đình và có cái việc mà vợ phá thai không? Ông nói rằng là có gia đình và vợ phá thai 2 lần. Đó. Tu tới thượng tọa rồi mà còn phải chịu cái quả báo như vậy. Và 4 cái bàn tay bụm cái miệng lại không cho niệm Phật. Còn đọc một câu chuyện này, cái vị này là một vị sa di mà lỡ tay đập một con cá nó chết. Vậy mà đời sau lại cái ông này tiếp tục là người xuất gia tu đạo nữa. Còn con cá đó trở thành là một vị tướng quân. Vậy mà vị tướng quân này đi đánh chặn, đi ngang qua cái ngôi chùa, tự nhiên cái vị tướng quân này săn hẳn vô cùng. Và cái ông xuất gia của cái đời sau mà cái vị sa di đó là ông là người đời sau niệm Phật giỏi lắm, và người tu hành có thể gọi là đắc đạo. Ông biết ngày hôm nay có người đến giết ông, thì ông mở ra một cái hội chúng, và hội chúng đang ngồi, rồi ông ngồi chính giữa ông thuyết pháp. Và đến cái lúc mà cái vị mà tướng quân nó đi ngang qua đó quý vị, là con cá mà cái vị sa di đó giết đó, tự nhiên nó săn hẳn, nó đi thẳng vào chùa rút kiếm ra định giết ông công sư này. Thì ông sư này ông nói phan được rồi, giết ta, ta sẽ trả mạng cho, nhưng để ta nói vài câu. Đời trước của ta là một vị sa di, chỉ lỡ tay giết chết một con cá thôi, mà con cá đời trước chính là ông. Ta cũng là người tu tốt lắm, nhưng mà lỡ tay giết một con cá. Thì bây giờ ông quyết định ông giết ta, thì ta sẽ trả cái mạng này cho ông, cho xong.
Nhưng ta là người công phu niệm Phật đã đắc lực rồi. Khi ông vừa giết ta thì ta đã đi về thế giới cực lạc rồi, ta có thể tự tại ra đi được. Nhưng cái tâm đòi nợ của ông mà ông chưa có tu được cái chỗ giải thoát, khi ông giết ta xong thì ông tiếp tục đi trầm luân. Quý vị biết rằng là mình hại một bậc chân tu này không có đòi nợ mình, không có đòi nợ mình. Nhưng mà cái tâm ác của mình nó sẽ chiêu cảm vào cái quỷ đạo ác mà mình phải chịu khổ đau. Thí dụ như bây giờ Đề Bà Đạt Đa hại Phật, Phật không có đòi nợ Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà do cái tâm ác của Đề Bà Đạt Đa mà Đề Bà Đạt Đa phải đi vào địa ngục. Mình hại một con người mà tu hành tốt, người ta không có cần đòi nợ mình, nhưng do cái tâm ác mình nó chiêu cảm đến cái quả báo ác đó. Nên ông thầy này ông nói rõ ràng cho cái vị tướng quân này biết. Vị tướng quân này nghe xong tỉnh ngộ một cái là buông thanh gươm xuống. Vị xuất gia này nói cho đại chúng nghe rõ ràng hết. Thì ông ngồi ông nhắm mắt, ông niệm Phật, ông giảng sanh tự tại ra đi. Vị tướng quân này thấy như vậy rồi thì quý vị biết rằng là ông quyết tâm, ông nghĩ làm quan và phát tâm xuất gia tu đạo, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên đến thế gian này gọi là nhân sinh thù nghiệp, đến đây để trả nghiệp đòi nợ lẫn nhau đó. Vợ chồng là duyên, thuận duyên hoặc nghịch duyên, quý vị coi đi. Thuận duyên thì gần gũi thương yêu, nghịch duyên rồi thì tự nhiên gặp nhau ghét vô cùng. Lúc mới đến với nhau thì thương nhau, xa nhau một chút là nhớ. Vậy mà khi mà nó ghét rồi đó nghe quý vị gặp mặt cái là thấy bực mình rồi đó. Nói chuyện mấy câu là muốn sực nhau liền. Rồi người ta nói rằng là hai cái tuổi này nó kỵ, tuổi mèo tuổi chó vậy đó, nó kỵ nhau. Chó mèo mà gặp nhau là nó sực nhau kỵ. Vì mình là con chó con mèo hả? Đem cái tuổi ra để nói rằng hai cái tuổi này không hợp, chỉ là cái hình thức không hợp, chứ cái thật chất thì chúng ta đâu phải là cái con đó đâu. Mà chúng ta là con người, chúng ta có ý chí mà. Chúng ta chỉ cần hiểu biết được ý chí và chúng ta sẽ làm một con người hòa thuận. Như vậy thì con chó con mèo gần nhau vẫn thương nhau. Còn nếu như hai cái tuổi này hợp vô cùng mà hai con người này không nghe được giáo dục thì nó vẫn đánh lộn với nhau te tu hết trơn. Tại vì nó không nghe giáo dục thì nó bụp nhau chứ sao. Nó quý vị coi có nhiều cặp vợ chồng đều là coi tuổi quá trời luôn đúng không? Coi tuổi rồi bây giờ cái giờ đó vậy là không có rước dâu được, phải đi đường nào tùm lum chuyện hết chứ, mà cuối cùng vài tháng sau cũng quýnh lộn sùm cũng xa nhau à. Vẫn là không bằng cái giáo dục. Giáo dục con người thì nó mới hạnh phúc được. Giáo dục con người nó mới hạnh phúc được. Nó con người nó kỹ lưỡng khi đến với nhau là vợ là chồng. Khi được là vợ là chồng rồi thì cả cuộc đời vì cái chữ hiếu đối với cha mẹ mà đôi vợ chồng này phải sống tới răng long đầu bạc. Còn nếu nó không nghe giáo dục rồi là nó đến với nhau vì dục vọng. Khi nó chán rồi là tự nhiên nó sẽ xa nhau và ly dị. Là vì con người không nghe giáo dục nên đến với nhau vì dục vọng tham muốn, chứ không phải vì cái chuyện là sống với nhau sanh con đẻ cái, sống tới răng long đầu bạc, kết nghĩa vợ chồng cả cuộc đời hạnh phúc. Nó không có chỗ đó. Mới biết rằng ngày xưa người ta không có quen nhau chứ, mà vợ chồng người ta đến nhau ta sống cả cuộc đời. Dù là ông chồng có khó khăn cỡ nào, bà vợ này cũng vẫn chịu đựng sống tới tuổi già, vẫn sống cả cuộc đời như vậy. Đó là hiếu thảo đối với cha mẹ. Còn bây giờ quý vị biết rằng là tùy tiện yêu thương. Nên người ta bây giờ người ta nói rằng là ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, bây giờ thì con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nó mà đặt mà quý vị mà không chịu thì nó sẽ đi theo. Nên người cha người mẹ này rất sợ nó đi theo thì mắc cỡ, nên thôi gả phước cho rồi. Còn nếu mà cản nữa coi chừng nó treo cổ tự tử, nó muốn mà không cho phải không? Nên thôi bị để cho nó te tô đi, đừng có cản. Nó mình nghe như vậy rồi cái tâm tư mình nó nhẹ lắm. Có người làm cha làm mẹ nào mà không muốn con hạnh phúc? Nhưng quý vị đâu phải là muốn không mà được, nó phải có phước nó mới có hạnh phúc chứ. Nên giáo dục rất là quan trọng quý vị à. Giáo dục rất là quan trọng. Nên chúng ta ngồi trong đây ai cũng có cha có mẹ nhiều đời nhiều kiếp hết, mà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp cũng chưa được siêu thoát. Bây giờ mình đi đến một đạo tràng gì, mỗi người chúng ta nên chân thật niệm Phật và giữ cái tâm thiện lành. Rồi chiều nay lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chính mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm, xong cái tâm mình mang cái tâm từ bi tha thứ. Khi mang cái tâm từ bi tha thứ rồi thì cái hoàn cảnh trước mắt mình nó đẹp, nó tốt lắm. Còn không mang cái tâm từ bi tha thứ thì mang cái tâm là không vừa lòng không vừa ý. Cái người nào trong đây mà quý vị đi đến đâu cũng là chề môi chề mỏ, đi đến đâu cũng thấy không vừa lòng, nhưng gặp cái nhà người ta thiệt đẹp luôn thì kiếm cái chỗ nào xấu nhất, cái nhà này đẹp lắm mà còn chỗ này xấu nè.
Rồi ăn nguyên một bữa ăn, người ta đãi tôi ăn đồ ăn ngon lắm, rồi cuối cùng chấm vào nước mắm, nói đồ ăn cái gì cũng ngon nhưng mà nước chấm này dở quá. Phải tìm ra cái gì tệ nhất để mà lôi ra. Đây gọi là không vừa lòng, không vừa ý. Đây là gì? Đây là một con người tổn phước rất là nhanh. Còn nếu mà mang cái tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi tha thứ thì tức khắc vừa lòng vừa ý. Mà khi vừa lòng vừa ý thì luôn luôn hưởng được niềm vui vẻ an lạc vô cùng. Một con người đơn giản chấp nhận vừa lòng vừa ý thì tự nhiên hoàn cảnh đều là tốt đẹp. Mà nếu mình không biết tu rồi, nghe cái tâm của mình nó không vừa lòng không vừa ý đâu quý vị à. Không vừa lòng không vừa ý đâu. Nó nên giờ này là số lượng đông người như vậy, chúng ta ngồi cũng rất nóng không đơn giản. Mà một ngày nay những đức thờ nữa là ba thờ quý vị, mà nói chuyện kiểu này nó cũng, nó nói chứ không đơn giản. Mỗi một buổi nói chuyện nó có cái khác rồi, thấy không? Nó khác hoàn toàn hết trơn á. Nghe mới được chứ, nhưng mà làm sao quý vị nói giống hệt được. Phải chỉ đọc một bài nào đó thuộc rồi thì lên thì đọc lại bài đó thì quý vị nghe rồi xong rồi nghỉ đi ra ngoài, đúng không? Còn bây giờ nó lên nó nói mà như vậy thì làm sao mà nó có thể mà thuyết trình mà giống hệt được. Nên mỗi một cái buổi nói chuyện nó có một cái khác hết trơn. Nên một chuyến đi quý vị đi đến đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm nó ý nghĩa vô cùng. Rồi tới Du Lan nè, ngay ngày 18 tháng 7 âm lịch, ngày báo hiếu cha mẹ đó, ngày Du Lan. Nhớ ngày 18 âm lịch, ngay ngày Chủ Nhật buổi chiều. Ở ngoài đời chúng ta hội tụ nhiều con người, có khi ăn nhậu bê tha rồi xong đánh lộn. Bây giờ chúng ta quy tụ con người cùng nghe đạo pháp, cùng niệm Phật, cùng niệm Bồ Tát. Chỗ này đặc biệt hơn nhiều chứ. Đặc biệt hơn rất là nhiều chứ. Rồi chiều nay có ai mà muốn cúng dường trái tăng đồ đó thì mình cúng dường trái tăng tạo phước. Mình thấy các ông tăng, các sư cô lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong cũng sức mồ hôi hột. Ví dụ như đức ở trong chùa không bao giờ có cơm ăn áo bận ổn định, có đại chúng lo cho nhau, đúng không? Đâu phải người xuất gia nào cũng được như vậy đâu. Có khi người xuất gia phải là ở trong một cái nơi tự mình lo đó quý vị. Nhiều chùa chiền bây giờ đâu có cái chuyện mà gọi là một người mà lo cho hết cả chúng đâu quý vị. Nên người xuất gia phải cần có cuộc sống chứ, vì còn ăn mà. Thời của Đức Phật còn tại thế thì ba y một bát tối ngủ gốc cây. Nhưng một ngày Phật ăn một buổi trưa thì Phật cầm bát đi khắc thực. Nhưng các vị đó toàn bộ là những vị tu hành chứng quả. Như thí dụ như ngày nào đi khắc thực mà không ai mà cúng dường cho thì các ngài ngồi dưới gốc cây ngồi thiền định, rồi qua một ngày xong không ăn. Ba y một bát tối ngủ dưới gốc cây. Còn chúng ta bây giờ thì chúng ta ngủ dưới gốc cây chịu nổi không? Ngủ dưới gốc cây một đêm thì ngày mai chuẩn bị đi bệnh viện. Chúng ta hoàn toàn khác mà. Rồi thời của Đức Phật thì đi bộ, có thể đi bộ bình thường. Còn mình bây giờ đi bộ nổi không? Cái năng lực mình bây giờ nó giảm sút lắm rồi. Đi ra ngoài đường đi xe, người xuất gia người ta cũng lấy tiền chứ. Phải đủ xăng chứ có ai cho không đâu. Từ nơi đó mà mình thấy người xuất gia tu đạo, mình cúng dường cho người ta cũng là có công đức. Thấy họ lễ sức mồ hôi hộp thấy cũng tội nghiệp. Những đức thì lễ Phật quen còn hào hứng lắm, mà nhiều khi mình thấy mình còn ngây ngắc. Chứ đừng có chi mà những vị mà người ta mà đi đến đây mà người ta lễ Phật chưa quen rồi. Quay phim lại thì biết rằng là có nhiều vị mà lễ Phật mà ngắt ngay luôn á, te tu luôn á. Nên quý vị thấy rằng là những đức cũng có một cái phương pháp. Các cháu nhỏ trong chùa mình nó lễ Phật đặc biệt lắm. Mà có cái cháu nhỏ nó hừng hực lên, nó làm cho mình nha, nó kéo mình lên. Ai mà dám chạy ra khỏi cái pháp hội lễ Phật đó không? Nít mà nó lễ kiểu đó nó không đi đâu, mình chạy đi đâu. Nó làm cho mình háo hức dữ lắm. Nên bữa nay cho nghỉ, mấy cháu nhỏ nay nghỉ công phu hai thờ để dưỡng sức, chiều nay lại thêm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Năm nay các cháu nhỏ trong chùa mình giỏi lắm, năm nay tặng cho mỗi cháu một cái vé đi đâu? Đi Đại Nam chơi. Tặng cho mỗi cháu cái vé VIP đi Đại Nam. Vé VIP là vé gì thầy? Cái vé đi vô cổng xong chơi thoải mái. Rồi vé VIP. Nhưng ăn cơm nguội. Cho chơi với nó không cho ăn. Ăn nó vô nhà hàng mà được.
Đó, nhưng mà vô nhà hàng thì như thế nào, nhà ăn nó nấu đâu có được như đồ chay mình đâu. Thôi mình nấu đồ ăn ở nhà đem cơm theo. Rồi xong đi vô trong đó cái miếng mủ trải to ra mấy trăm người ngồi ăn trong Đại Nam. Vừa ăn vừa hóng gió. Thì biết rằng là cái tuổi trẻ của mình đâu có được đi chơi biết cái gì khu du lịch đâu. Bây giờ tới mình, bây giờ mình thấy có nhiều cháu nhỏ mình cũng thương. Kệ, mình có đầu tư cho các cháu nhỏ này tương lai cũng là mầm non cho Phật Pháp. Nó cũng biết Phật Pháp phát triển, lớn lên tu tịnh độ. Con nít mà đi theo những đức là đứa nào đứa nấy nó niệm Phật dữ lắm. Nó biết niệm Phật lắm. Dạy cho niệm Phật từ khi còn nhỏ. Nó không có dạy phù phiếm. Nên từ nơi đó mà các cháu nó cũng thương, nó quý mình. Mình dạy nó nghe lắm. Nhỏ xíu 4 tuổi ngồi ngóng cổ nghe mình nói chuyện, hỏi con nghe biết gì không? Dạ không. Không biết mà ngồi nghe. Mà nói rằng không biết sao mà thầy nói chuyện vui quá à. Không biết mà nó biết vui. Ngộ không? Đó là duyên với nhau đó quý vị à. Chứ không có duyên đố mà nó chịu ngồi một tiếng đồng hồ đó. Mỗi tuần thứ bảy 700, 800, 1000 đó. Ngồi nheo nhóc hết trơn. Cái lớp học của những đức nghe nó đa dạng con người, tuổi nào cũng có, bầu bì cũng có luôn à. Đúng là cái duyên của những đức á, đến với chúng sanh mà chúng sanh với mình nó có duyên nhau đặc biệt. Hai bên kết hợp, gặp bầu bì gì cũng có thể nói chuyện được vui vẻ. Nghe bà hợp có bà bầu ngoài Hà Nội, bà vô bà ở đây mấy tháng. Những đức nói rằng cái bụng này to rồi, chuẩn bị đẻ chưa? Tới nào chuẩn bị đẻ thì về nghe, còn lúc nào chưa đẻ thì ở đây. Bà niệm Phật mặt bà tươi rói vui vẻ, nghe không? Mà chừng nào đẻ thì về nhà đẻ. Ai mà có bầu muốn dưỡng bầu thì đến đây dưỡng. Rồi tới cái ngày đẻ người ta chỉ chỗ cho đi về nhà đẻ. Nên á, nghĩa là ông thầy này nó đa hệ. Ai nào cũng vô được hết. Tại vì sao ông thầy này đa hệ? Vì ông thầy này niệm A-di-đà-phật. Mà A-di-đà-phật là duyên bao trùm với chúng sanh. Chúng ta niệm A-di-đà-phật thì cái duyên của chúng ta với chúng sanh vô cùng rộng. Nên có thể có năng lực hệ nào cũng vô được. Và tần số nào cũng có thể kết hợp được là nhờ niệm A-di-đà-phật. Chứ nó không phải là một hệ. Một hệ còn nhiều hệ khác sao mà nói. Quý vị coi là cái số lượng đông người như vậy ngồi ai cũng nghe được. Hồi nãy giờ vị thấy không? Trẻ con cũng nghe được, mới lớn lên cũng nghe được, mà người già cũng nghe được. Nó đều có hết cho những người đó nghe. Nên Phật Pháp nó rộng là như một cơn mưa. Mà cây lớn thì hưởng theo cây lớn, mà cây nhỏ hưởng theo cây nhỏ. Đại địa thì hưởng theo đại địa. Vậy thì Phật Pháp nó mới tuyệt. Còn nếu như Phật Pháp này nó chỉ có một khía cạnh như vậy thì Phật Pháp này nó không rộng. Nó không rộng. Quý vị biết rằng là giáo Pháp Đức Thế Tôn là một trường đại học tổng hợp, gọi là tổng thể. Chúng ta chỉ có học một khía cạnh nào đó trong một trường đại học thì lằn mò từ từ đi vào tổng thể. Vậy thì nó mới kết quả của Phật Pháp. Nên những đức nói rằng là 10 năm những đức đi học Phật á, là làm cái gì? Là nuôi người già, là đi móc cống, rồi đi móc hầm phăng, rồi đi làm những công việc phục vụ chúng sanh, nấu ăn. Làm những công việc này mà cuối cùng có thể đi vào cái trường đại học tổng hợp. Nên chúng ta mà khéo học thì cái học mà gần con người là học một cái trường đại học rộng. Thí dụ như con người này 30 năm thì chúng ta học tư tưởng họ 30 năm. Con người này 60 năm thì chúng ta học người này 60 năm. Người này 80 năm thì chúng ta gần gũi nói chuyện và học được 80 năm. Mỗi một con người có một tư tưởng của mấy chục năm đó. Chúng ta nắm được tư tưởng của con người thì chúng ta lằn mò vào cái trường đại học tổng hợp. Còn nếu như chúng ta chỉ có học trong văn tự một cái giáo án, nó là một cái quy trình để mà dạy chúng ta. Nó chỉ là như vậy, nó không có giảng rộng giải ra cho chúng ta để hành trì. Từ nơi đó cái giáo án này càng học thì nó tăng phù phiếm. Mà nếu không hành trì, phù khiến này nó tăng cao lên rồi. Nó chỉ đem cái bằng cấp này để đi làm kiếm tiền mà thôi. Chứ nó không biết gì cái chỗ là đến với nhân sinh cả. Nên nhân sinh lý trí đi vào chỗ nào? Là tin nhân quả, làm người tốt. Lý trí rộng lớn nhất của kiếp nhân sinh là gì? Hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô. Một con người hiếu thảo với cha mẹ là con người này cương vị nào cũng thành công. Làm bất cứ một tầng cấp nào cũng là một con người có trách nhiệm. Còn nếu làm quan là thanh liêm, nếu làm vua nhất định là một người vua tốt. Còn nếu người con mà bất hiếu thì cương vị nào cũng sai, làm văn cũng sai, làm quan thì tham ô, làm vua thì nhất định không thương dân thương nước.
Chỉ cần một người có hiếu là nhất định thành tựu. Nên cái lớp học của Nhân Đức, một đề tài học mãi đó là hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô. Nhớ chữ hiếu quan trọng lắm đó. Chữ hiếu rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta học là có cái chỗ siêu độ cho cụ Quyền. Một chút Nhân Đức ra ngoài cũng đi thực phóng sanh nữa. Ngày nay quý vị phóng sanh được 3 lần rồi đó ha. Tối phóng sanh lần là 4 lần, được cúng đĩa thực một lần. Chuyến đi này nó vô cùng viên mãn. Hồi chưa ngủ ngon không? Trong chùa nằm đâu cũng ngủ được hết chứ. Nằm ghế rồi gốc cây ngồi chút niệm Phật chút cũng ngủ. Mà những cái giờ ngủ ngồi gốc cây không sao. Ngồi gốc cây ngủ, tại vì không có chỗ nằm ngủ nên ra gốc cây ngồi băng ghế ngủ. Còn cái giờ tu mà chạy ra gốc cây ngồi là bị ổ ong nó đánh vô lỗ mũi. Có cái ông đó, cái ông đó cái giờ người ta đang tu, ông buồn ngủ ông chạy ra ngoài cái gốc cây phía sau khu tăng, ông ngồi ngay chân chỗ cái ổ ong, người ta để cái bảng chà bá bự như vậy, người ta để là ổ ong này nguy hiểm lắm, đừng có ngồi gần đấy. Vậy mà ông buồn ngủ, ông thấy cái bảng đó, ông ngồi ngay chân cái ổ ong, ông đưa cái mặt lên gì nữa. Đưa mặt lên, ông đang ngủ. Con ông hồi vẽ nó bay lại, nó quất vô lỗ mũi một phát chù du một cục như vậy. Ông chạy ra, ông la, ông sùm hết. Nói rằng là trời, ông trong chùa mà thầy nói ông hiền quá, mà sao mà gì đâu mà vừa ngồi chơi một xíu mà nó đánh con. Những đứa hỏi ông ngồi chơi giờ nào mà đánh ông, ông nói là cái giờ công phu con ngồi chơi. Trời ơi, ông chùa này ông niệm Phật không à, ông mà cái giờ công phu mà ông ra ngoài đó ông ngồi chơi là nó đánh vô lỗ mũi ông là đúng rồi đó. Không biết nghĩa là ở con đặc biệt lắm nha quý vị. Còn có cái cô này, cô đi đến chùa, cô tu cái giờ mà chủ nhật thôi nha. Ông quá buồn ngủ rồi, bây giờ 8 giờ mấy quá buồn ngủ rồi, bà đi ra ngoài băng ghế kia, bà ngồi chứ bà dựa vô gì nè. Trời ơi, ngủ mà có nhiều khi nó ngủ ghê gớm, mà nó ngủ kỳ cục lắm nha. Ngủ thì có những người thì ngủ cũng coi được, có những người thì ngủ nó kỳ cục lắm. Con chim ở trên á, quất vô cái miệng bả một cục. Đang ngủ mê á, nó quất vô một cục xong á, bả tưởng đâu cái gì mới làm à. Quý vị có từng nếm phân chim chưa, nó mặn mặn. Trời ơi, đây người ta cái gì người ta cũng biết hết trơn á. Tại vì nuôi chim mà. Chim trong chùa nó bị bệnh, nếm phân nó coi coi bệnh sao. Nó từ đó phân chim nó mặn mặn, bà gớt vào miệng bà cái làm sao kỳ gì mặn mặn hả ta. Trời ơi, nói cho thầy chơi đi ngủ nè. Giờ tu mà đi ngủ nè, chim nó ỉa vô miệng nè. Thấy chưa. Nên buổi tối mà đi lên trên đó mà nằm ngủ ở trên lầu ở trên đó, mà mấy con bù câu coi chừng nó nha. Ngủ mà kêu mà đưa cái mặt lên mà. Ta ngủ thì ta quay lại, ta lấy gì ta bụp đẩy mặt ta lại đi, chứ đưa cái miệng lên nó quất vô mấy cục vô miệng. Bù câu nhiều nhóc đậu trên đó trên đó. Này thấy không? Phật pháp nó gì nó pha pha loãng vô một chút xíu nó vui đúng không? Chứ nếu mà nói gì kinh giáo không nãy giờ ngồi dưới làm nè. Ủa nó buồn ngủ là kỳ cục lắm. Nói gì có nhiều cô cổ tỉnh ngủ luôn á. Đang ngồi vậy có nhiều cô nha. Y gan là uống rượu mà say rượu nha. À, cái lúc mà nó tỉnh táo rồi cái mặt cũng đẹp đẹp nghe, mà lúc nó buồn ngủ cái mắt nè. Quay phim đó, quay lên đó. Hồi ô lên coi nó trời sao nhìn mặt cũng có được đó, mà sao ngủ ghê trời. Ồ cái lúc mà nó buồn ngủ mà nó chống trả lại mà nó không cho ngủ á mày. Quý vị biết rằng tóc mà mấy bả dài cái nó mồ hôi nó đổ xuống, nó xỏ tóc bùm lên. Lúc lắc nghiêng ngã chứ. À, mình nói tới ngủ một cái tự nhiên hả? Mất cỡ. Còn có nhiều cô nghe ngồi tuốt ở trong bỏ áo buồn ngủ cái bả lết một chút. Cái ý của bả là bả lết vô góc cột. Bên lên con cột để có con cột che lại không ai thấy á. Bên lên con cột bên ngồi không đó cái bên ngồi chầm hổm lên gì mới làm này. Xong khi nói chuyện xong cái vỗ tay cái bà lú đầu ra.
hết thờ, thấy chưa? Rồi đủ chuyện hết trơn á, không đơn giản đâu. Nó có khi lễ Quan Âm mà lễ một chút rồi cái tự nhiên lễ một chút cái tự nhiên thấy bãi đâu mất tiêu, thấy bà ngồi cục ngủ dắt rồi tới giờ hồi hướng để gì, hồi hướng hả? Quỳ lên chắp tay hồi hướng coi. Thôi kệ, mang tâm tỳ hỷ đi, phải hồi hướng thành tâm chứ. Kiểu này mà hồi hướng về thế giới cực lạc mà hồi hướng công đức ngủ gì vậy anh chứ, mấy người thế giới cực lạc ngủ sập hết. Nói vậy thấy không? Nên cái cõi ta bà này nó khó tu lắm, nó nhiều cái trở ngại dữ lắm. Nếu không gặp một người hướng dẫn rõ ràng kỹ lưỡng thì mình rất dễ tạo nghiệp, rất dễ tạo nghiệp. Vì thấy một ngày ở đây nó vui vẻ đó, bốn thờ này nó đặc biệt lắm đó. Nó làm cho quý vị có một cái năng lực của cái buổi chiều lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Nó có một cái năng lực của buổi chiều lễ Bồ Tát Quán Thế Âm hừng hực vậy đó. Tại vì sao vì biết không? Vì cái người hướng dẫn nó có một tiêu chuẩn vô cùng, là cho mình mục tiêu rằng là cái chuyến đi này ta phát một cái tâm rằng phải lại được Bồ Tát Quán Thế Âm. Để khi mà mình đi về nhà người ta hỏi mình rằng là cô chú đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm được không? Được chứ. Trời, người ta đi mà lễ không được, đi lễ không được đi làm chi? Rồi mạnh dạn lắm nghe. Còn gặp mà lễ không được rồi đi về người ta hỏi lễ đủ không? Được chứ. Thì hỷ. Ơi ơi, đi tu đi vô chùa bây giờ biết cái câu về nói gì tỳ hỷ. Ở dưới quê mà nghe khi nghe cái câu tỳ hỷ cũng không biết tỳ hỷ là cái gì nữa. Đi chùa hôm nay tỳ hỷ, tỳ hỷ là cái gì vậy? Tỳ hỷ là quan hỷ á. Tỳ hỷ là vui á, vui ké biết không? Người ta lễ đủ người ta vui, còn tôi thì lễ không đủ tôi tỳ hỷ vui ké, được không? Hỏi hoài. Quê quá. Thấy chưa? Nên quý vị biết rằng là lễ không đủ thì tùy hỷ. Nó, chứ đừng có mắc cỡ, đừng có ngại chứ nha. Tôi mệt quá, tôi lễ hết nổi rồi, tôi ngồi tôi chắp tay được không? Lễ hết nổi à, chắp tay. Thầy niệm câu, tới cái câu sau, tôi cũng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó cứ là như vậy thôi. Thì 500 danh hiệu mình được nhiều được, lễ nhiều lễ, còn nhiêu thì mình ngồi mình chắp tay. Vậy là tùy hỷ thiệt á. Còn nếu mà ngồi xuống mà gọi là chầm hổm lên cái đầu nó gác vô trong cái hai đầu gối á mà kiểu này tùy hỷ này cũng kẹt lắm. Có không? Có nhiều người cũng thảm lắm. Ôi có nhiều bà mà đi vô chùa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà cầm mền theo không? Cầm mền thì cũng được đi, nhưng mà khi mà đi lễ đừng có cầm theo. Đi lễ mà cũng cầm theo cái mền, nó hỏi cầm theo mền chứ vậy? Có cái gì gác nằm chút. Trời ơi. Đây là cái nhân võ tu, cái nhân không lễ Phật. Rồi có những người mà lễ Phật mà đeo đồng hồ nữa chứ. Đeo cũng được đi, nhưng mà ngặt có một cái là mình lễ một chút đi. Lâu quá trời. Biết lễ Phật 45 phút, lễ Phật chùa mình 45 phút đeo đồng hồ, lễ được có 5 phút. 5 phút. 12 phút. Còn lâu quá trời. 25 phút. Mà nó càng trong thì nó càng lâu. Cứ lễ đi một chút thì nó sẽ hết thôi. Nhưng mà trong lâu ác đạn lắm. Thấy không? Mà trong là nó loạn tâm mà nó đâu có định tâm được đâu. Thấy không? Đây là những phương pháp không đó quý vị. Dính bệnh ai thì người đó sửa, còn ai không có bệnh thì được cảnh giác. Thấy không? Nên từ nó học pháp gì nó mới đặc biệt chứ. Trời ơi, ngày nay cười biết nhiêu nói ha. Nên ai mặc cũng đẹp chứ. Ngộ lắm nghe. Nó cười cái là nó đẹp liền à. Mà nó không cười cái là nó xuống sắc liền á. Con người mình vừa cười cái mặt nó hồng hào lên nha. Vì nó tiêu những cái chằng cấu buồn phiền. Nó vui mà. Cái niềm vui nó cao lên thì sự buồn nó bị mắc xuống. Còn cái sự buồn nó phát triển lên thì niềm vui nó bị chìm xuống. Nên con người mà biết tập cười là hay lắm. Một nụ cười của mình có thể kết duyên và tu phước. Nhỏ làm hết hồn. Nên con phải niệm Phật chứ không có được sủa.
Cái đứa nhỏ vô chùa nhiều đứa nó giỡn á, wow, nó niệm Phật đi con, đừng có cái gieo cái nhân đó nghe, cái nhân đó sau này cái quả báo không tốt. Ai với đạo Phật hay hơn nha. Mấy con mà niệm Phật là thông minh lắm nha, niệm Phật nó thông minh lắm, chứ đừng có tập sủa. Nên mấy cái con đó nó dữ lắm, đừng có học cho nó, học theo Phật đi hiền hơn. Nên chùa mình nó có cái ông này nó ngồi phía trước này nè, ông này có duyên lớn lắm. Nên trong chùa đặt ổng là ông bán bánh bò, tại vì ổng cúng dường bánh bò cho chùa, không có duyên đặc biệt như Đức Tán Thán. Ông này hay cái, ổng có cái hay nha, ổng bắt cái điệu lễ Phật của những đức, ổng để cái máy cái lo nha, ổng chạy xe ổng để phía sau một cái lo thiệt to, ổng bắt cái điệu lễ Phật cho lớn lên, ổng chạy xe ngoài đường. Mà ông này những đức thấy ổng cũng là dân công phu cũng đặc biệt, ông chạy xe ngoài đường bắt cái lo thiệt lớn lên, nói những đức nghe, công an thổi véo. Cái lo điệu Phật quá lớn quá, công an véo vô đây. Thì bắt đầu là công an nói ông bắt niệm Phật thì người ta không có cản ông, ông bắt lớn quá ôm sùm ngoài đường hết trơn. Ông nói rằng anh có biết câu A Di Đà Phật là cái gì không? Không biết. A là vô di đà là lượng Phật là giác, A là vô di đà là lượng Phật là thọ, A là vô di đà là lượng Phật là trí. Công an nói ông đi đi ông nội. Công an bó tay luôn, ông nói một lúc một thuyết pháp cho bên công an nghe luôn. Ôi thấy chưa, rõ ràng niệm Phật có Phật lo, cái này là niệm Phật có Phật lo thiệt nè. Ông bắt niệm Phật ngoài đường một vòng vậy thì bao nhiêu con người được nghe cái câu A Di Đà Phật. Hôm qua ông nói rằng là đợt này con dẫn được hai người đi kết duyên thầy, hai người kết duyên đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ nhiệt tình lắm, ổng nhiệt tình lắm. Một chút ông ra ngoài ông hát cho quý vị nghe, ông hát hay lắm, mặt sáng, duyên cũng thù thắng, nhiệt tình thôi không có suy nghĩ gì chứ, nó hiểu rồi thì thấy cũng đặc biệt. Ông đi ra đường là ông bắt niệm Phật lớn lắm, hay lắm á. Đi một vòng ngoài đường là kết duyên bao nhiêu chúng sanh được nghe câu Phật hiệu, cái phước này rất là lớn, phước này rất là lớn nha. Nó công an thổi ổng, ổng thuyết pháp cho công an nói đi đi ông, bó tay ông luôn. Cái gì giác gì trí gì thọ tôi không biết gì chừng. Cái tông này không phải của tôi, thôi đi đi tôi thua, bó tay. Hay lắm. Còn có một lần chiếc xe 7 chỗ, nói đây không phải để cho mình chạy xe ngược chiều nha. Ngày xưa trên Đà Lạt có đường cao tốc chạy về tỉnh Thất Quan Âm thì nó ngược chiều có một đoạn. Thì vì biết rằng là tới cái giờ chủ nhật rồi, tới giờ thầy giảng rồi, 7 cô này đi chạy nhanh đi đường cao tốc, tính chạy cho nhanh, nghĩ rằng là tránh được công an. Cuối cùng bữa đó công an nó đứng ngay đường cao tốc, nó chặn đầu xe lại. 7 cô này bước ra không nói cái gì chứ khóc hu hu quá gì đâu vâng à, gì đâu. Công an nói thôi thôi lên xe đi đi. Cũng hay nghe, phái nữ nó có cái thế này đặc biệt nghe quý vị. Năn nỉ là không được, nhưng mà ngộ thay khóc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 7 bà niệm, công an hai thằng chịu đâu có nổi với 7 bà. Ôi ôi, sao mà nó chịu nổi. Bây giờ nó nói cái gì thì kệ nó, bây giờ 7 bà cứ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật khóc ngu ngu. Cuối cùng công an nói lên xe đi cho tôi đi. Thấy chưa, qua một chặng liền thấy chưa, rõ ràng không. Hay vô cùng luôn đó. Chứ gặp mà lỡ mà nội năn nỉ không có được đâu. Năn nỉ không có được. Mà niệm Phật á, cái âm điệu niệm Phật của mình nó phát vào cái tự tánh làm Phật của thằng công an này. Tự nhiên công an này nó hiền từ, nó tha thứ cho mình này. Nó quý vị biết rằng là mình mà bị người ta mà sắp sửa hại, sắp sửa bị đánh mình đồ này kia đồ, tự nhiên mình niệm Phật mà lúc đó mình niệm được cái là tự nhiên người ta không đánh mình được. Nó bà vợ này mà gặp mà gọi là ông chồng chuẩn bị đánh, bà quỳ lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mặt đánh không được, ngộ vậy đó. Còn gặp mà gọi là một cái mặt đánh đi đánh đi, bóp bóp. Mà nhiều bà đàn bà cũng kỳ cục lắm nha, ta bị đánh rồi mà đưa cái mặt đánh tao đi, tôi đánh bà con cái mà đưa cái mặt nữa, đánh tao đi ba, đưa mặt đánh đi ba. Mà ngộ lắm nha, kỳ cục như vậy đó. Bây giờ học Phật là đừng có kêu đánh đi mà A Di Đà Phật. Đúng không? Nó tội nghiệp sao đánh. Gia đình nó được hạnh phúc, thấy không? Rồi đừng có đánh đi. Đi đánh một cái đau kêu đánh đi làm chi? Đánh đi rồi mai mua thuốc vô. Có nhiều chuyện vui mà bây giờ mình tu rồi mình mới nhớ lại. Bởi vì dưới quê nó cũng có nhiều cái chuyện hay, như hồi xưa dưới quê gần nhà như Đức có cái bà đó, bà đẻ dữ lắm.
Ôi bà đẻ 7 đứa mà gì nóc nái anh ương vậy, nhỏ vậy mà đứa gì mà chưa biết bò mà bả có bụng bự chồng bá. Tay bên đây ẩm mà bụng bự ra tiếp tục sanh, đẻ dữ lắm luôn á. Mà giờ lớn hết rồi mà đẻ dữ lắm. Quý vị biết rằng là cái thời đó bắt đầu nó mở cái kế hoạch quá gia đình, nó hỏi vì sao nghèo mà sanh con nhiều như vậy. Bà nói vì nghèo mới sanh con nhiều chứ. Hỏi vì sao mà nghèo mới sanh con nhiều dữ à? Bà nói nhà người ta thì có điện sống, có tivi coi giải trí một chút, còn nhà này nghèo quá, không có điện, không có tivi, tối lại đi làm gì vô mùng ngủ sớm nên sanh nhiều. Bó tay luôn, trả lời rất thật, các vị thấy không? Trời ơi, nó đa dạng cái cảnh tình thế gian này khổ đau. Nên bây giờ thôi niệm Phật nhiều ngon lành. Biết không, tình độ niệm Phật là ngon rồi, thấy chưa? Nó bởi vì mình gặp Phật Pháp rồi, nó cái giá trị này nó lớn dữ lắm nghe quý vị. Cái giá trị này lớn, nó giải quyết tất cả vấn đề khổ đau ở thế gian này. Nghe khổ đau, cái cô dựa dựa vô cái tường, gì khổ đau vậy? Thấy không? Nghĩa là cái môn nói chuyện này, nó phải là cái cặp mắt nó nhạy lắm. Đang nói chuyện gì mà có một cái tần số người đang ngủ là nó phóng lên mình, nó nói ngủ kìa, ngủ kìa. Khổ đau, bật người liền, thấy chưa? Quý vị thấy không, cả cái hội chúng người ta tỉnh queo, thấy chưa? Cái môn hướng dẫn Phật Pháp này là phải có Phật lực gia trì. Chứ gặp mà mình ru Phật tử là nó ngủ sạch hết trơn. Lên mà nói rằng là chùa thầy bây giờ đang xây dựng, đang chuẩn bị một cái chuông, rồi chuẩn bị xây cái nhà ăn phía sau, nó đang sắp sửa sập. Rồi các Phật tử mỗi người hùng chút xây nha. Rồi thầy chuẩn bị làm cái bảo tháp này kia đồ, Phật tử ngủ đi, tôi không có nghe vụ này. Tôi khó khăn thấy mồ luôn. Chuyến đi này đến đây lại Quan Âm mà tịnh nè, lại Quan Âm cầu Quan Âm trúng số mà về chưa. Chưa với chèo mà nghe nói gì quyên góp từ lưng người la chứ. Thôi, tôi không muốn nghe cái chuyện này nữa đâu. Nói cái kiểu đó là ngủ sạch. Quý vị biết á, hồi nãy giờ không có nói tiền gì hết chứ, mà tự nhiên tỉnh queo, thấy chưa? À, còn gặp mà quyên góp nó đâu có Phật Pháp ra đâu. Mà không có Phật Pháp thì nó không có đột phá vào tâm con người để nó tiêu trần cấu, nó tiêu những cái nỗi buồn khổ cuộc đời của người ta. Người ta đến chùa mà mình nói cái chuyện quyên góp là người ta sợ, người ta không dám đến chùa. Thí dụ như có người có tiền người ta cúng dường, người không có tiền người ta ngại, người ta không dám chùa đến chùa nữa. Còn bây giờ cái ngôi chùa mình vô đây nghèo giàu gì cũng là sống như vậy, bình thường như vậy, vui vô cùng, đâu có nói là cúng dường gì đâu. Có cái thùng phóng sanh vậy muốn bỏ vô đó như bỏ kệ, không có thôi. Nó không, nó đây là tùy tâm. Tùy tâm nó thoải mái lắm nghe quý vị. Nó, nhưng những đức phi quý vị có tiền nên đặt máy nghe pháp tặng cho người thân. Rồi cái máy nghe pháp này nó lợi ích dữ lắm. Nó không có bao nhiêu tiền mà nó lại cứu một gia đình đó, nhiều người lắm á quý vị ơi. Bộ này cái máy này nó đẹp nha, mới đem về hôm qua, không có nhiều, mấy ngàn cái vậy đó. Màu sáng giờ nghe nói ra ngàn mấy rồi đó. Cái máy nhỏ xíu mà nó dung lượng để trong đó đủ hết. Mà cái máy nó có sự dây đeo mà nó đẹp. Cái dòng máy này quá đẹp, âm thanh nó vô cùng hay. Mình đặt vài cái mình cho người thân mình, nhất là những bà con ở xa. Cái máy này nó quý lắm, đi đồng, đi ruộng, rồi đi cuốc đất trồng rau gì cũng đeo trong cổ mình nghe chứ. Mà khi nghe rồi nghe làm một buổi đi về quên mất tiêu, mau cấp kỳ thời gian vậy đó. Nên đặc biệt lắm, phải nhớ, phải cố gắng niệm Phật, siêu độ cho củ quyền thất tổ, bản thân mình được vui, siêu độ cho củ quyền thất tổ, hương linh thai nhi, tất cả những người mắc chưa được siêu thoát. Chỉ có một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, niệm đến cùng sẽ siêu độ cho chính mình và siêu độ cho củ quyền thất tổ.